Rafael Nadal đã giành danh hiệu Grand Slam thứ hai của mình trong năm 2017 sau chiến thắng tại US Open. Suốt từ đầu mùa giải, người ta dắt dìu về phong độ ấn tượng của Roger Federer khi ở tuổi 36, tàu tốc hành bất ngờ trở lại ấn tượng với hai danh hiệu ở Úc mở rộng và Wimbledon để nâng tổng số Grand Slam giành được lên con số 19. Tuy nhiên, nếu cho rằng vị trí của Federer lúc này là bất khả xâm phạm, e rằng còn hơi sớm bởi vẫn còn đó vật cản quen thuộc mang tên Rafael Nadal. Federer đánh dấu sự trở lại với danh hiệu Úc mở rộng hồi tháng 1. Nadal lập tức lên tiếng với lần thứ 10 đăng quang Roland Garros. Federer chiến thắng thuyết phục ở Wimbledon, Nadal cũng không chịu kém cạnh khi giành chức vô địch US Open. Hễ Federer gọi, Nadal lại trả lời. Cứ thế, cặp đôi này tạo nên màn so kẹt kịch tính tưởng như đã lui vào dĩ vãng khi Nadal khép lại năm 2016 ở vị trí thứ 9, còn Federer ở vị trí thứ 16. Cùng những gánh nặng từ chấn thương và tuổi tác, hiện tại trên bảng xếp hạng quần vợt nam, Nadal đang tạm là người chiến thắng khi bỏ xa Roger Federer ở vị trí thứ 2 gần 2.000 điểm. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha hẳn còn muốn nhiều hơn thế, mà cụ thể là bắt kịp số Grand Slam của Federer. Chức vô địch US Open 2017 là Grand Slam thứ 16 của Nadal, kém Roger Federer 3 danh hiệu. Ở tuổi 31, Nadal đủ khả năng thi đấu đỉnh cao ít nhất 2-3 năm nữa, đồng nghĩa sẽ góp mặt thêm ở 8-12 giải Grand Slam. Khoảng cách 3 danh hiệu có thể được săn lấp nếu tay vợt kỳ Tây Ban Nha duy trì được phong độ cùng khát khao chiến thắng như hiện tại. Tất nhiên, Nadal có những bất lợi so với Federer, mà lớn nhất là lối đánh dựa nhiều vào sức mạnh và tiền sử chấn thương có thể ảnh hưởng đáng kể đến phong độ của tay vợt này khi tuổi tác ngày càng cao. Dù vậy, điều này Nadal có thể học chính đối thủ Federer cách khắc phục, như cái cách mà tàu tốc hành đã bỏ toàn bộ các giải đấu trên sân đất nền trong năm 2017 để nghỉ ngơi.